Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 7 Hắc Khiết Đan. Toàn bộ chương 7 cho ngày 17 tháng 5, Lưu Vân ở dưới đáy vực gửi lời chúc mừng sinh nhật Thành Nghị Tiên Sinh. Ngạc đồ mạn, thổ khố mạn, đại thực, ba tư, những đầu ngón tay thô ráp di chuyển về phía đông, từ từ ngưng hạ, đi tới Lý Hải đầu ngón tay tiếp tục di chuyển về phía đông, xuyên qua đại mạc tràn ngập khói vàng hướng về thiên quốc hoa viên. nắm chặt các đốt ngón tay, buộc bản đồ trong tay lại. trong phút chốc, một đôi mắt báo sắc bén nhìn chăm chú về phía trước. qua giờ ngọ vào mùa đông, các tín đồ chính giáo mặc đồ trắng trở về tới vương đô. ánh mặt trời chiếu rọi ngọn tháp hoàng cung, bộc lộ thiên uy đế quốc. đây là vùng đất giàu có và đông đúc, quốc gia lớn nhất tây vực thị thành truyền kỳ sa mạc can. Thân ảnh nhanh nhẹn dũng mãnh ở chính điện vương cung nhận lệnh hồi kinh, chuẩn bị viết nên một trang truyền kỳ mới cho đế quốc. Thiếp Mộc Nhi diệt lý, mông khả hãn ban ân, hắn là đại sát kim thứ tám. Tóc dài bao trùm chán anh hùng chính giáo, rũ xuống hai bên sườn gò má, cổ áo cao dựng thẳng, che lại tròm dâu và hàm dưới, ngoại trừ đôi mắt sáng ngời, báo tướng quân không muốn lộ ra gì ngượng ngùng như nữ từ hồi hương. Nữ nhân lấy khăn che mặt che giấu gương mặt mỹ diễm, vì giới luật nghiêm khắc, các nàng đem thân thể tốt đẹp để lại cho trượng phu, các anh hùng thì sao? Bộ dâu rậm che đậy đôi môi kiên nghỉ, tóc dài bao trùm gò má anh Tuấn, gương mặt thiếp mộc nhi diệt lý nhanh nhẹn dũng mãnh là để lại cho ai? Đặt bản đồ vào trong lòng ngực, đại sát kim thứ tám phất tay để tùy tùng lui đi, rào bước thẳng vào vương cung leo lên những bậc thang xứ rộng những phiến gạch men xanh ngọc trên mặt đất lấp lánh ánh sáng giống như một vùng biển xanh bao la quân ủng một đường đạp lên tạo tiếng vang dũng sĩ về nước từng thị vệ bên cạnh đứng trang nghiêm báo tướng quân là thần trong lòng họ không ai dám thất lễ thân hình to lớn không hề sợ hãi thiếp mộc nhi diệt lý ngẩng đầu bước đi xâm nhập về phía trước đột nhiên tiếng bước chân dừng lại Thiếp Mộc Nhi diệt lý hít một hơi thật sâu, nghiêm nghị quay người, ngẩng đầu nhìn bức tường máu lớn khiến người nín thở. Đã lâu rồi không nhìn thấy bức bích họa này, hai năm, giống như sau khi đi xứ ngạc đồ mạn, đã không trở về Đô Thành, để chiêm ngưỡng đại bích họa huyết tinh liên miên bất tận này. Một bức lại một bức tranh vẽ, miêu tả truyền kỳ Hãn Quốc, hắn là anh hùng anh Tuấn, dũng mãnh cao lớn, bác học. Nhưng để khắc họa hắn không cần những lớp men sặc sỡ mà chỉ cần cắt cổ dương dê, dùng bát máu tươi năng hồng rắc lên tường, vậy là đủ rồi. Hết thảy nguồn gốc truyền kỳ, người què, miêu tả hung nhan hắn chỉ cần một loại nhan sắc, đại huyết hồng. Vào năm thứ 1370 sau khi vị thánh nhân phương Tây ra đời, thống nhất người hồi hột, người ba tư và người phổ đồ, người què sáng lập mông cổ đệ nhị đế quốc, đây là câu chuyện trên bích hoa người què dẫm lên tử thi khắp nơi, trừng phạt khâm sát quốc ở phương Bắc, xâm chiếm thiên trúc ở phía Nam, tàn sát người Ottoman và hãn quốc Y Nhi ở phía Tây, vương tự giết người xưng là hậu duệ của thành cát tư hãn, hắn chính là thánh quân khai quốc đệ nhị đế quốc, thiếp mộc nhi đại đế. Gương mặt hung ác làm người kinh sở, ngay cả đại sát kim thứ tám cũng không thể địch nổi, hắn buộc phải lùi lại một bước, nội tâm thình thịch người què gần như đã thống nhất được lãnh thổ quốc gia trinh giáo ngạc đồ mạn nhanh nhẹn dũng mãnh đế quốc xê rúc dũng mãnh những kiêu hùng này trong mắt hắn bất quá chỉ là sơn dương đợi làm thịt vị đại đế này giết rất nhiều người thậm chí còn giết chết tổ tiên của chính mình tự xưng là mông cổ vương công trực hệ con cháu thiếp mộc nhi hình dáng hắn một chút cũng không giống thành cát tư hãn tôn quý hắn là hậu duệ đột quyết người què chinh phục vô số người lại không cách nào chinh phục chính mình thậm chí còn phải giả mạo thân thế của chính mình người đột quyết ngụy xưng người mông cổ người ba tư cải trang thành người đại thực thời đại bất hạnh luôn có rất nhiều bi ai có lẽ bất đắc dĩ an ủi chính mình như vậy cho phép hắn chọn tên kẻ chinh phục từ đây tự xưng thiếp mộc nhi diệt lý thiếp mộc nhi diệt lý trầm tư bị gián đoạn có tiếng gọi tên mình từ phía sau tuy rằng từ sinh ra đã dùng tên họ này đến nay hắn vẫn như cũ cảm thấy xa lạ thiếp mộc nhi diệt lý khẽ thở dài hắn xoay người quỳ một gối xuống đất chờ quân vương đệ nhất cường quốc tây vực đến tiếng bước chân dồn dập vang lên hành lang dài cung điện trống trải kích khởi từng trận hồi âm nhìn xung quanh nơi nơi đều là dâu xồm quân tốt dâu xồm vây quanh một dâu xồm đi đến trước mặt mình Thiếp Mộc Nhi diệt lý cúi đầu rũ mắt, đôi tay giao nhau trước ngực, ca tụng nói, khả hãn bệ hạ vĩ đại, thiếp Mộc Nhi diệt lý không dám nhìn thẳng tôn nhan hùng sư của người. Nam nhân dày rộng trước mặt gọi là Đạt Bá Nhi Hãn, hắn chính là quân vương của đương kim hãn quốc. Trước lời ca tụng, quốc chủ chỉ gật đầu như thường lệ, hắn vỗ đầu vai thiếp Mộc Nhi diệt lý, rồi thở dài, ngươi từ phương Tây đã trở về. Đối mặt với khả hãn, thiếp mộc nhi diệt lý cũng như người bình thường, hiếp mắt báo thật chặt. Trong tài phảng phất vang lên chàng tranh luận kịch liệt. Mộc lý khả hãn nói, giết chóc chính là ngu muội Hãn quốc đủ cường đại rồi, nam nhân trưởng quản đế quốc không cần kiêu dũng thiện chiến. Tây vực nếu muốn phồn vinh giàu có và đông đúc, cần thiết lựa chọn một vị quân vương nhân từ. Đạt bá nhi hãn, hắn chính là chấm quyết định. Nhân từ chính là yếu đuối. Thảo Nguyên là tàn khốc, sư tử nhân từ không có lương thực, sẽ bị những con sư tử đực khác ăn thịt, bạn phối ngẫu sẽ bị cướp đi. Giống như Tứ Vương tử Mãnh Sư Thiên Trúc, hướng phụ thân Phật tổ phát ra tiếng gầm sư tử, quyết định của ngươi sai rồi. Thiếp Mộc Nhi diệt lý đi theo sau Khả Hãn, không khỏi thở dài. Thân là dũng sĩ, hắn khá tin tưởng vào Tứ Vương tử. Người nhát gan sẽ không phát động chiến tranh lại cũng vô pháp bảo hộ hãn quốc đạt bá nhi hãn không phải anh hùng hắn kiến thức không bằng phụ thân tài cắn không bằng tổ tiên hắn vô lực duy trì đế quốc phải làm sao bây giờ phật tổ pháp lực vô biên cũng vô pháp cởi bỏ nan đề mộc lý khả hãn muốn giải quyết như thế nào đáp án là một bảo tàng khóe miệng thiếp mộc nhi diệt lý khẽ cong lên bình tĩnh lại biểu cảm bảo tàng hiện lên trước mắt năm đó bảo tàng đứng trên mảnh đất trống trải cằn cỗi ngây thơ trả lời chúng ta không phải sư tử chúng ta không có móng vuốt sắc bén chính là chúng ta bảo tàng giơ lên hai ngòn tay nhỏ trắng nõn cười nói có cái này 11 năm qua hãn quốc chưa từng phát động chiến tranh nhưng lãnh thổ ngày càng rộng lớn sản vật tăng nhiều những người thổ khố mạn hung tợn đã được thuần hóa thành những người nông dân hiền lành còn những người đột quyết kiệt ngạo trở thành thợ thủ công khéo tay. Khi họ đặt lưỡi dao phản kháng xuống, nhặt chiếc cầy trâu, gọi tên bảo tàng từ trong lòng, lòng biết ơn của họ đối với mộc lý khả hãn càng trở nên chân thành hơn. Ngân xuyên, mẫu thân của chúng ta, trưởng tỷ của chúng ta. Cảm kích người mang đến lương thực cho chúng ta. Công chúa Ngân Xuyên, nàng chính là giải đáp cho nan đề này cũng là bảo tàng mộc lý khả hãn để lại cho thần dân của mình. Thiếp mộc nhi diệt lý trong mắt hiện lên ý cười, bước chân không khỏi càng dài hơn. Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện về bảo tàng là trong cung điện Tân Vương Đăng Cơ. Năm đó chính mình xếp vào vệ đội, nhận lệnh tham kiến công chúa Trung Quốc. Trước khi ít kiến, thiếp mộc nhi diệt lý nghe qua truyền thuyết, nghe nói khi nữ tử này đi vào Tây Cương, đã dùng ý vị mẫu nghi thiên hạ kinh động vạn quân, ngay cả bột nhĩ suy thân vương nhanh nhẹn dũng mãnh nhất cũng phải choáng ngợp hoa mắt. Việc nhầm một con dương đã được thuần hóa bên gối thành một bảo tàng, chẳng phải chỉ là một trò thiên đại chê cười sao? Chỉ sợ đó vẫn là dấu hiệu cảnh báo mất nước. Khi đó thiếp mộc nhi diệt lý nhịn không được muốn cười ha ha. Lãnh ngạo tự phủ, trong lòng hắn cũng có một bảo tàng, bất cùng nữ sắc không quan hệ, từ ba tư đến thổ khố mạn vô luận là nữ nhân thiên trúc phương Nam, hay là là nữ tử khâm sát phương Bắc, hắn đều không thèm liếc nhìn một cái. Giống như người đột quyết kiêu ngạo, người mông cổ ngang ngược, vị danh tướng cũng có tổ tiên quang vinh, hắn sở dĩ sẵn sàng góp sức hãn quốc, chỉ vì một bảo tàng trôn giấu trôn vùi đã lâu. Ngân Xuyên đang làm gì, hắn lười để ý. Đứng dưới bậc điển, chờ ít kiến công chúa cao cao tại thượng, khi ánh mắt xa xăm nhìn lại, nếu sướng danh thiếp Mộc Nhi diệt lý của hắn cũng như những thị vệ khác, chỉ là không giống những người khác, hắn không muốn Vương Phi có bất luận ấn tượng gì về mình. Khuôn mặt sớm phủ tóc dài, giọng khan khan khi gọi tên, năm chữ thiếp Mộc Nhi diệt lý bị bóp nghẹt nhanh đến mức không thể phân biệt được. Hãn quốc tên như vậy hàng ngàn hàng vạn, ai cũng nhớ không được, liền chính hắn cũng thường xuyên quên, huống chi người khác ngụy trang hết thầy, cũng không phải tới chơi. Tứ vương tử phản loạn, hắn vẫn chưa đi theo tân vương cầm quyền, hắn cũng không có hoan hô, ai cầm quyền, ai phản loạn, với hắn đều không liên quan. Trong lòng nhớ chỉ có bảo tàng kia, hàng đêm khóc lóc kể lể, không được dây dưa chính mình, cuối cùng mạo hiểm sinh tử, một mình gia nhập hãn quốc, trở thành thị vệ vương cung. Một năm sau, cuối cùng cũng chờ được cơ hội đây là một đêm ngàn năm một thuở, đêm nay vây săn, rất nhiều thị vệ đều bảo hộ bệ hạ, chỉ có hắn canh gác toàn bộ hoa viên. Nếu tối nay không thể đắc thủ, lần tới lại phải đợi 5 năm. Y theo di ngôn phụ thân, đi tới gốc đại thụ kia, hắn sơi đất, nhổ mấy chục đóa hoa kim tước. Lúc ấy, đôi mắt sáng ngời, truyền thuyết trăm năm được xác nhận, chuyện cũ nội tâm phủ đầy bụi, cũng bị vạch trần. Thiếp Mộc Nhi diệt lý nghiến răng kìm nước mắt, tê tiêu phí 10 năm tâm lực, trần chọc năm đời, vẫn là về tới trong tay mình. Võ sĩ cô độc chặt lấy bảo tàng của hắn, nước mắt bất giác rơi xuống. Lúc gần như sắp khóc, Thiếp Mộc Nhi diệt lý bị kinh động, nghiến răng nghiến lợi, nhau mắt nhìn lại, vườn hoa vầng trăng sáng treo cao, dưới ánh trăng con nữ nhân lóng lánh rực rỡ. Ánh sáng nhu hòa khiến sợi tóc nàng tỏa sáng, khiến làn da nàng càng thêm trắng nõn. Vạn dặm Tây Cương, nữ tử tóc xoăn vô số, nhưng mỹ nữ tóc đẹp có thể như nước thác nước buông xuống hai vai, cử quốc lại chỉ có một. Ngân xuyên, khi nàng bước chậm đi vào ngự hoa viên, không có cung nữ đi cùng. Lần thứ hai gặp gỡ, không thể nghi ngờ khiến thiếp mộc nhi diệt lý xem đến càng thêm rõ ràng. Kể từ khi mẫu thân qua đời năm 12 tuổi, không bao giờ nhìn thấy mỹ nữ phương đông nữa cho nên thiếp mộc nhi diệt lý mặc dù rất ngạc nhiên nhưng ánh mắt hắn lại cầm lòng không được mà dừng lại lưu lại trên người mỹ nữ rực rỡ như xứ có lẽ là nhìn quá chăm chú khi mỹ nữ trung quốc quay lại phát giác mình ngồi xổm ở dưới tảng cây thiếp mộc nhi diệt lý không kịp làng tránh hắn kinh hoàng cũng biết chính mình phạm phải lỗi sai lớn không ai trong thị vệ được ngồi xuống thị vệ phải đứng và di chuyển chức trách bọn họ là tuần tra. Thiếp Mộc Nhi diệt lý mau lẻ cúi đầu, để mái tóc dài che đi khuôn mặt mình, hắn không muốn gây ra phiền toái, càng không muốn Vương Phi nhận ra chính mình. Tiếng bước chân vang lên, mỹ nữ chậm rãi đi tới, bóng dáng Vương Phi ngừng trên mặt thị vệ lười biếng. Người đang lười biếng, câu chữ lời nói rõ ràng, dễ nghe êm tai. Thiếp Mộc Nhi diệt lý trong miệng không nói gì, chỉ hừ hừ trong lòng trầm mặc không nói gì hắn chậm rãi đứng dậy, có chút lạnh nhạt, có chút vô lễ, nhưng cũng không đến mức dẫn đến tội danh chiêu chọc. Dưới ánh mắt dữ tợn của con báo, mỹ nữ Trung Quốc nhìn những bông hoa kim tước trên mặt đất, hỏi, những cây hoa này là ngươi nhổ chết sao? Điện hạ vĩ đại, trung quá mức mảnh mai, thiếp mộc nhi diệt lý lành lạnh lắc đầu, lạnh lùng thốt, gió thổi cỏ lay là có thể làm chúng tử vong. Nghe được câu trả lời như vậy, mỹ nữ Trung Quốc ngơ ngẩn không nói. Nàng lắc đầu, nói, bởi vì mảnh mai, cho nên càng phải bảo vệ chúng, người nói đúng không? Nàng ngồi xuống nhặt từng bông hoa tàn lên, một lúc lâu sau, rốt cuộc ôm đầy tay hoa kim tước, quay người rời đi. Thiếp Mộc Nhi diệt lý lạnh lùng nhìn, hoắc mắt phát ra gào to, xin dừng bước. Điện hạ, mỹ nữ Trung Quốc quay lại nhìn hổ báo dưới tảng cây. Nghe hắn nói, để hoa lại vô lý cũng không lễ yêu cầu này rất kỳ quái công chúa có chút kinh ngạc một đôi đôi mắt đẹp chớp chớp hỏi vì sao thiếp mộc nhi diệt lý cúi đầu chậm rãi đưa tay phải vào túi trong áo siết chặt phi tiêu đây là nơi ta canh gác cho dù là người cũng không nên vịn cảnh bẻ hoa chính mình rõ ràng là người hủy hoại hoa mộc lại có thể trực tiếp quát bảo ngưng lại như vậy hắn không giỏi nói dối cũng không biết cách lừa dối, tóm lại hắn sẽ không mặc cho Vương Phi ôm hoa kim tước rời đi. Phải bảo vệ bí mật của mình, những bông hoa đó chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người khác, sẽ sớm thu hút các cung nữ. Khi sự việc đào vườn hoa bị bại lộ, hắn sẽ bị trừng phạt chỉ là chuyện nhỏ, vạn nhất để lộ lai lịch, đó mới là chuyện lớn. Lúc này, hắn phải đảm bảo nữ nhân này vô hại với mình, nếu không hắn không còn lựa chọn nào khác thiếp mộc nhi diệt lý rất hung dữ vương phi dường như có chút kinh ngạc nàng gật đầu hai đầu gối khép lại hơi cong xuống đặt bó hoa trên tay xuống đất trước ánh mắt hung ác nhìn chăm chú nữ nhân này dáng vẻ xác thật cao nhã cho dù khoanh tay hoa rơi nàng cũng không khom lưng nửa người trên nàng vẫn thẳng như cũ đôi bàn tay trắng ôn nhu để những bông hoa ngủ cùng nhau như thể làm tổ cho chúng tốt lắm. Thiếp Mộc Nhi diệt lý thoáng yên tâm. Điện hạ, truyền tiểu nhân ngủ dưới tảng cây, người sẽ không nói cho người khác chứ. Đôi mắt báo như dao găm, đậu trên gò má tuyết nộn của Vương Phi. Đây là hành động cực kỳ phạm húy, nhưng hắn phải bảo đảm bình an, hắn không muốn gây ra phiền toái. Nếu Vương Phi đem tin tức truyền ra, ở trong vương cung lớn tiếng ồn ào, hắn vẫn phải đưa ra quyết định. Thiện biến nữ nhân chỉ cần hiện ra thần sắc xảo quái, hoặc vẻ mặt lo lắng thì dù có trả lời thế nào đều không cần nghe xong. Thiếp Mộc Nhi diệt lý cũng không muốn mạo hiểm, đặc biệt là khi ở trước mặt bảo tàng. Vương Phi tươi cười như thường lệ, nghe nàng mỉm cười nói, người thực lời biếng, lại rất biết tổn hại hoa cỏ, trong vương cung mấy trăm thị vệ. Không một người ác liệt như ngươi vậy, mắt báo khẽ híp lại, chấm rãi móc tiêu chữ thập ra khỏi túi, trong tay lại nghe nói, bất quá ngươi chớ có lo lắng ta không thích có người bị đánh cho nên ta sẽ không nói đi ra giọng nói này cực kỳ chân thành tuyệt đối không có chút giả dối có thể nghe ra được nữ nhân này trời sinh sẽ không nói dối thiếp mộc nhi diệt lý buông lỏng rốt móng vuốt buông tiêu chữ thập đang định cảm tạ vương phi khẽ mỉm cười nói ra mấy chữ khiến mình khiếp sợ nhất ngươi bây giờ yên tâm chưa Thiếp Mộc Nhi Diệt Lý. Những lời nói bất ngờ này khiến tay phải hắn lại siết chặt. Liền chính mình đều sẽ quên tên, Vương phi lại có thể nhớ kỹ, nàng không phải nữ nhân tầm thường. Dưới tảng cây thị vệ có vẻ cực kỳ bất an, trong mắt hắn hiện ra sợ hãi, dưới chân không tự chủ được mà dạo bước, giống như một con báo lang thang. "Ngươi, ngươi vì sao nhớ rõ tên của ta?" Thiếp Mộc Nhi Diệt Lý thở dốc không thôi ở quốc gia ta các dũng sĩ sẽ không che giấu gương mặt bọn họ vương phi dừng mỉm cười liếc nhẹ rồi quay lại nhìn mái tóc dài che mặt ngươi rất khác biệt ngươi dùng tóc che đậy mặt cho nên ta nhớ rõ tên của ngươi thiếp mộc nhi diệt lý thiếp mộc nhi diệt lý tóc dài chưa từng sợ hãi như vậy từ nhỏ đến lớn trước sau mai danh ẩn tích nếu bị người vạch trần chính mình sẽ không thể ở lại quốc gia này thiếp mộc nhi diệt lý nghiến răng hiện tại có hai con đường lập tức rời khỏi hãn quốc bằng không ngồi chờ chết chờ bị người vạch trần thân phận hắn đang cân nhắc xem có nên bỏ chạy ngay tại chỗ và rời bỏ vùng đất mệt mỏi này hay không thiếp mộc nhi diệt lý ánh mắt của ngươi như là thần tử trung trực ngươi lại che lấp diện mạo có thể nói cho ta vì sao nữ nhân trước mặt có vẻ ngu ngốc nàng còn nói những điều khiến người càng bất an hơn nàng tự quyết định vận mệnh cho chính mình Thiếp Mộc Nhi diệt lý không còn lựa chọn nào khác, hắn chỉ ra bảo tàng được đào ra dưới tảng cây, tìm thấy một tế phẩm cao quý ở bảo tàng này. Đây là thời khắc nguy cấp. Bốn bể vắng lặng, trăng đã lên đỉnh, nơi đây là đỉnh Việt yên tĩnh, không ai có thể cứu được mạng sống của Vương Phi. Những món tay đang ấn vào những nỗi khổ trong nhiều năm qua, chỉ cần ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào, mỹ nữ liền sẽ đầu mình hai nơi. Thật là một thanh đao độc đáo công chúa Trung Quốc che miệng kinh ngạc nhìn hung khí sắp ăn thịt người với vẻ mặt tò mò. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một thanh đao như vậy, có thể cho ta mượn xem được không? Mẹ kiếp, đồ mốc, đương nhiên có thể, đương nhiên có thể, điện hạ. Thiếp Mộc Nhi diệt lý cười lạnh, để thứ nhiều năm qua vất vả ngang trước mặt công chúa, người có thể xem thử, xem cho đủ. Trước khi người, hát trước khi, ánh trăng chiếu ánh thần vật, trên tay công chúa nặng trĩu mắt phượng dịch chuyển cho dù phú quý như nàng cũng âm thầm kinh hô chuôi này đao không chỉ là hung khí còn là văn vật chân quý thân đao có đầy đủ trang trí vỏ đao khắc văn tử tay cầm có khắc hoa văn miệng vỏ quấn quanh tơ vàng xếp 12 viên hồng ngọc ở giữa vỏ đao là một khối cổ ngọc phỉ thúy chỉ là thân vỏ đã khá tổn hại có thể tưởng tượng là nó đã kinh qua nhiều chiến hòa các hình chạm khắc hình nêm trên vỏ đao vô cùng phức tạp, hình dạng pha tựa chữ Hán, rồi lại không phải chữ Hán, hấp dẫn ánh mắt nữ nhân. Vương Phi nhìn chăm chú văn tự lấp lánh rực rỡ, biểu tình chuyên chú, dường như muốn đọc hiểu nó. Vương Phi bệ hạ, không cần uổng phí khí lực, không ai có thể hiểu chữ này. Thiếp Mộc Nhi diệt lý lộ ra thần sắc kiêu ngạo, nếu người đã nhìn đủ, ta bây giờ sẽ khiến người trước khi từ chết thốt ra khỏi miệng môi anh đào vương phi bỗng nhiên hé mở dành chức thốt ra hai chữ gia luật câu này nói ra là lúc tuyệt thế cao thủ tây cương được xưng vô huyết vô nước mắt cũng không thể không chấn động vài thập niên không có người biết thị tộc hắn thân thế sớm đã yên không quang vinh tại đây trong nháy mắt bị người kêu phá thiếp mộc nhi diệt lý chậm rãi hạ cương đao hắn há to miệng nhìn công chúa bác học Vương phi nháy đôi mắt to mỹ lệ, trực tiếp sảng khoái hỏi, đây là văn tự khiết đan, có phải không? Thiếp Mộc Nhi diệt lý há to miệng, thở dốc. Ngân xuyên thấp giọng hỏi, ngươi là người khiết đan? Sai rồi, thưa điện hạ, thiếp Mộc Nhi diệt lý vén tấm khăn dài che mặt ra, lộ ra chân thật hổ mạo, ta là Hắc Khiết Đan, tại đây vạn dặm Tây Cương. Hắc Khiết Đan duy nhất còn sót lại, xoát một tiếng, ánh trăng chiếu sáng bảo đao dũng sĩ ngẩng đầu lên trời dứt khoát nói trăm năm trước một trăm năm trước thanh đao này mạnh mẽ uy chấn nam bắc thiên sơn mà đao này cũng là bảo đao truyền thừa của nhà ta mắt to thông tuệ ngóng nhìn thần vật nhìn đánh giá dũng sĩ trước mắt nàng a à một tiếng che miệng thở nhẹ ta đã biết ngươi là hậu duệ tây liêu vương thiếp mộc nhi diệt lý cười khổ nhìn vinh quang dơ cao trong tay thần sắc có vẻ tất cả cô đơn như gà chống bại trận. Tây liêu hắc khiết đan, không mấy người nhớ rõ, có lẽ căn bản không mấy người biết được, từng có một cô thần, một tay mở rộng vương quốc đại liêu. Khi người nữ chân ở đại kim xâm nhập phía nam, thiên tổ đế bị bắt, cuối cùng cô thần xuất lĩnh 16 kỷ, một mình xuyên qua hoang mạc, đi xa tây vực, chỉ tay sáng lập triều đình tây liêu hưởng quốc trăm năm, sử xưng hắc khiết đan. Đoạn sự nghiệp trăm năm công lao này sớm đã mai một, khắp thiên hạ không người nhớ rõ, nhưng lại ngày ngày đêm đêm sống ở đáy lòng hắn. Nỗi khổ này đã chịu hắn tới hoàng cung, quật ra bảo đao, truyền quốc sớm đã tan thành mây khói. Bảo đao dường như có sức nặng ngàn cân, ép Hắc Khiết đan mắt rưng rưng, bả vai khẽ rung động. "Thiếp Mộc Nhi Diệt Lý." Vương phi ôn nhu nói, "Tên của ngươi không gọi là Diệt Lý, ngươi tên thật là ta là sùng chân, mặc dù nơi này là cung điện bí mật không thể tiết lộ, đối phương là nhân vật lớn trong hãn quốc, hắn vẫn nói lời nói thật, kính trọng chân thật gia luật sùng chân. Tuyệt không nói dối ra luật sùng chân. Huyết tinh Tây Cương, lịch sử quang vinh chỉ là lời nguyền ác độc. 250 năm sau khi tảng đá lớn khai thiên tích địa ở gia luật, quốc gia sớm đã hủy diệt trong tay thành cát tư hãn, Tây Liêu toàn tộc chỉ còn một gia luật sùng chân sau khi cha mẹ qua đời hắn liền trở thành vạn dặm thiên sơn mang dòng máu khiết đan nói lời nói dũng sĩ khiết đan huyết thống tôn quý càng thuần khiết hắn càng giống quái vật để trông giống người duy ngô nhĩ gia luật sùng chân đã vứt bỏ chiến bảo màu đen do tổ tiên để lại buộc phải để râu rậm từ khi còn nhỏ mặc quần áo của người hồi dùng tóc dài để che đi sống mũi không đủ cao mất của mình vị đến từ Bắc Quốc Thảo Nguyên Khiết Đan Hoàng tộc này, lừa mình dối người ngụy trang thành Tây Vực đột quyết, hắn tận khả năng quên mất chính mình là Hoàng tộc huyết duệ, chỉ có đem võ công hiến cho kẻ chinh phục, sống với thân phận kẻ lừa đảo, nhân sinh còn có thể miễn cưỡng qua đi. Hắn so thiên tổ đế còn thảm hơn. Hoàng đế chết trận tốt xấu là chết ở cố hương, nhưng thiếp mộc nhi diệt lý không biết chính mình là ai, cũng không biết cố hương ở phương nào hắn tìm ra bảo đao muốn tìm về quang vinh tổ tiên trước mắt hắn rốt cuộc tìm được rồi ngoại trừ tìm về càng nhiều nỗi nhớ quê hắn còn có cái gì bảo đao hạ xuống hắc khiết đan cuộc đời không nói một câu nói dối ha ha cười cười chính là thiếp mộc nhi diệt lý khóc chính là gia luật dùng chân mặc kệ hắn là ai cũng giống như người què thiếp mộc nhi đại đế là người nhu nhược không dám đối mặt với tổ tông nước mắt vẫn luôn qua lại đảo quanh hắc khiết đan cười đến tang thương công chúa trung quốc trong mắt hiện ra thương xót nàng đang muốn nói bỗng nhiên nơi xa truyền đến tiếng nói chuyện có công nữ lại đây tìm nàng công chúa ngây thơ hồn nhiên a à một tiếng che miệng nói ta phải đi rồi gia luật sùng chân rơi lệ tỉnh lại biến trở về thiếp mộc nhi diệt lý cười lạnh bây giờ phải đưa ra quyết định có nên giết nàng hay không nếu lao qua, một đao chém chết nàng, chính mình còn có thể trốn thoát nhanh chóng. Thiếp Mộc Nhi diệt lý lại cầm chuôi đao, trầm giọng nói, "Điện hạ, ngươi sẽ giữ bí mật cho ta chứ?" "Chà, công chúa cúi đầu nhíu mày nhìn những bông hoa kim tước trên mặt đất, "Ngươi vì tìm ra chuôi này đao, đã giết rất nhiều bông hoa." Lòng bàn tay cầm đao bắt đầu ra mồ hôi. Nữ nhân ngu muội lại uy hiếp chính mình phải nhanh chóng đưa ra quyết định có nên giết hay không. Như vậy đi, chúng ta thương lượng một chút, công chúa dường như không biết đại họa lâm đầu, nàng còn bước từng bước về phía mình, mỉm cười nói, nếu ngươi nguyện ý trồng hoa lại, ta sẽ giữ bí mật cho ngươi, được chứ? Hắc khiết đàn ngây ngẩn cả người, hỏi, cứ như vậy sao? Công chúa Trung Quốc mỉm cười gật đầu, lặp lại lời nói của hắn, cứ như vậy. Thiếp Mộc Nhi diệt lý do dự một lát, cung nữ sắp tới, hắn biết mình không thể giết được nữ nhân này, sau khi suy đi nghĩ lại, cuối cùng hắn quỳ xuống, khoanh tay trước ngực, dứt khoát nói, ta nguyện ý tin tưởng người một lần, điện hạ. Thiếp Mộc Nhi diệt lý ẩn giấu tâm cơ, quỳ dạp xuống đất, trước mặt một bóng hình ngồi xổm xuống dưới, đó là công chúa tôn quý, thiếp Mộc Nhi diệt lý nhăn lại mày rậm, không biết nàng muốn làm cái gì, đang muốn hỏi chuyện. Chợt nghe một tiếng kêu gọi yếu ớt, sùng chân. Vài thập niên, sau khi mẫu thân chết, không còn ai gọi hắn bằng cái tên này nữa. Thiếp Mộc Nhi diệt lý ngơ ngác mà nắm bảo đao truyền quốc, nghe ngữ điệu ôn nhu nói ra lời an ủi. Người không thể lễ bái với ta. Đừng quên, ngươi là vương tử Tây Liêu Quốc. Mái tóc đen của công chúa làm hắn nhớ tới mẫu thân, sợi tóc lóng lánh như sao trời động lòng người, không có khiết đan vương cúi đầu, che lại thể diện, rốt cuộc khóc nức nở ra tiếng sùng chân chính là diệt lý, diệt lý cũng là sùng chân. từ ngày đó về sau, diệt lý cùng sùng chân hợp là một. tất cả bọn họ đều là hắc khiết đan. tây liêu vương bắt đầu khổ luyện đao pháp. hắn đem tảng đá lớn ra luật liêu tại bảo đao truyền quốc. lấy một thân bá hãn võ công uy chấn tây vực, cũng lấy thân phận thiếp mộc nhi diệt lý thắng được đại sát kim thứ tám. ra luật sùng chân chung với chính mình, cho nên cũng chung với hãn quốc hắc khiết đan tôn quý không cần quốc gia bởi vì hắn đã có công chúa công chúa xinh đẹp ba năm suốt ba năm không nhìn thấy người người có khỏe không xuyên qua hành lang đi tới hậu hoa viên thị vệ dừng bước lại hắc khiết đan cao lớn ngưng thần nhìn lại trước mặt hắn có hơn mười người một lão giả canh giữ đám người phía trước vị này chính là hãn quốc nguyên lão thông minh cơ chí a à, bất kỳ hãn Thiếp Mộc Nhi diệt lý nhìn đi nơi khác, hắn đang chờ đợi bóng dáng tràn ngập ánh sáng dạng dỡ kia. Phụ vương, phụ vương, một nhóm bóng người nhỏ bé đi tới ôm lấy hai chân khả hãn, ầm ĩ khóc lớn. Thiếp Mộc Nhi diệt lý nhận ra những đứa trẻ này, bọn họ là tiểu vương tử và tiểu công chúa. Tuy rằng không phải vương hậu thân sinh, lại đều coi nàng như mẹ đẻ. Bọn nhỏ cúi đầu khóc thút thít, có vài phi tần trẻ tuổi hốc mắt ướt hồng cũng không ngừng khóc. Thiếp Mộc Nhi diệt lý cảm thấy khó hiểu, dưới sự giao dưỡng của vương hậu, nữ nhân và trẻ em trong hậu cung luôn cư xử tao nhã, chưa bao giờ khóc trước mặt người khác, giờ tại sao lại khóc trước mặt mọi người? Hắn nhìn về phía thừa tướng, a à bất kỳ hãn bước tới, nhẹ nhàng thở dài, bọn họ vẫn chưa nói cho ngươi biết sao. Diệt lý tướng quân trong lòng dùng mình, hắn nheo mắt lại, nội tâm hơi mang cảnh giác. Thừa tướng thở dài, thấp giọng nói, vương hậu bị bệnh, bệnh cũng không nhẹ. Diệt lý tướng quân cảm thấy như bị sét đánh bên tai, toàn thân khẽ run lên. Hắn còn chưa kịp hỏi chuyện, rất nhiều vệ sĩ đã vây quanh, đi cùng về phía vườn hoa, thiếp mộc nhi diệt lý tỉnh giác, vội vàng đứng dậy, theo mọi người về phía trước. Khả hãn phiền não ổn định bước đi, dương mắt nhìn phía trong viện, thiếp mộc nhi diệt lý đứng ở phía sau bên trái của hoàng đế, nghền cổ nhìn phía trong viện, khi thân ảnh kia xuất hiện trong tầm mắt, lòng bàn tay hắn không tự giác mà đổ mồ hôi. Anh ta trợn mắt nhìn thủ tướng Abu bước tới, trầm giọng thở dài, họ vẫn chưa nói cho anh biết à. Tâm của tướng quân Miller, khẽ nháy mắt, hắn hơi nheo mắt lại, trong lòng cảm thấy có chút đề phòng. Tể tướng thở dài và thì thầm, hoàng hậu ốm, ốm nặng có một bóng dáng dịu dàng ngồi trên chiếc xích đu trong vườn, nàng không mang tất, chân trần, lặng lẽ nhìn bầu trời xa xăm. Mái tóc đen như bầu trời đêm chưa buộc lại, xõa xuống vai như thác nước. Mắt thấy vương phi cao quý xuất trần lộ ra gót ngọc, đám nam nhân trong vườn tựa hồ làng tránh, kỳ thật từng người cầm lòng không được, nhân cơ hội lén nhìn. Họ thực sự muốn biết liệu hoàng hậu khi bỏ tất vẫn cao quý xuất chúng làm người không dám nhìn lên hay không. Kết quả của việc nhìn lén đã không làm các thần tử này thất vọng. Đôi chân ngọc tuyết trắng nõn đó không làm suy giảm linh tính của nàng chút nào. Ngoài việc khiến đám nam tử càng thêm thẹn thùng, vẻ đẹp của nàng cũng không khác gì, từ mái tóc đến ngón chân cũng đủ sức khiến người luôn mãi yêu thương. Đã bao nhiêu ngày rồi, tiếng nói khả hãn nức nở, mang theo bi thương. Hồi bầm khả hãn, đã là ngày thứ ba kể từ khi hoàng hậu có giấc mơ kỳ lạ đó. Khả hãn che mặt thở dài, nhịn khóc nói, ba ngày không ăn không uống. Không nói một lời, các ngươi nói, nên làm gì bây giờ? Thiếp Mộc Nhi diệt lý trong lòng lo lắng, thấp giọng xen vào, thừa tướng, hoàng hậu đã mơ thấy gì? a à, bất kỳ hãn cười khổ, nói, nhìn xem, hoàng hậu đang nhìn đi đâu? Ánh nắng mùa đông mờ ảo buổi chiều chiếu từ phía tây, kéo bóng hoàng hậu thành một đường thẳng yếu ớt, chỉ thẳng về phía phương đông xa xôi. Thiếp Mộc Nhi diệt lý lập tức đã hiểu, lẩm bẩm nàng. Nàng mơ thấy cố quốc. Khả hãn thở dài lắc đầu, thấp giọng nói, nàng. Mơ thấy phụ thân nàng. Mơ thấy hắn chịu khổ. Diệt lý tướng quân hầu kết lăn lộn, ngơ ngẩn nhìn phía hoàng hậu, nội tâm sinh ra vô hạn thương hại, suốt 10 năm không được trở về cố thổ tất nhiên có nỗi nhớ quê vô tận. Loại nỗi khổ tương tư này hắn phi thường sáng tỏ. Nhiều năm qua hắn trước sau không đón dâu, cho dù đại thần và thầy tế ám chỉ rất nhiều nhân duyên, hắn vẫn giả ngu lừa dối. Hắn đương nhiên biết đó là vì cái gì? Ngân xuyên, nếu có thể, hắn muốn để lại chút dấu vết nào đó trong cuộc đời nữ nhân này, dù chỉ một chút cũng được. Nhưng, nàng đang bị bệnh, Khiết đan vương đang cúi đầu thở dài, đột nhiên đầu vai bị người ta vỗ nhẹ một cái. Thiếp mộc nhi diệt lý quay đầu lại nhìn, thấy thừa tướng nhìn chăm chú chính mình, bên miệng lại treo nụ cười. Diệt lý trong lòng dùng mình, tự biết nguyên lão có đại sự phân phó, hắn quỳ một gối xuống đất, đôi tay giao nhau trước ngực, thần tử trung thành nhân danh an lạp nguyện trung thành với khả hãn, nguyện ý vượt lửa qua sông. A à, bất kỳ hãn có vẻ thực khách khí, hắn ngồi xổm xuống, đưa lỗ tay dặn dò, diệt lý tướng quân, ta muốn ngươi tức khắc triệu tập thủ hạ dũng sĩ. Thiếp Mộc Nhi diệt lý đột nhiên đứng dậy, chuyện như vậy không cần phải một phân suy tư, hắn đang muốn cắt bước rời đi, lại bị thừa tướng kéo lại, nghe hắn cười gượng nói, ta còn chưa nói xong, thật là. Thiếp Mộc Nhi diệt lý đầu óc trầm mê, không khỏi đỏ mặt, thừa tướng đi tới nhỏ giọng nói. Ta muốn ngươi mang theo trăm cao thủ bí mật hộ tống hoàng hậu về nước. Bí mật trở về nước, đại sát kim thứ tám toàn thân chấn động, thật sâu hít vào một hơi, tại sao không cho phía Trung Quốc biết. Vương hậu thăm người thân, đây chẳng phải là chuyện vui vẻ sao? Chuyến này đã muốn bí mật về nước, liền không thể chiếu theo tục lệ phái sứ giả làm việc. Nếu có chuyện gì xảy ra trên đường trở về nhà, bị kẻ cắp bắt cóc khinh nhờn, thiên uy khả hãn không những mất hết, hai nước chỉ sợ còn nổi lên chiến hòa. Thiếp Mộc Nhi diệt lý lòng tràn đầy bối rối, ngưng mắt nhìn thừa tướng. Diệt lý tướng quân, thừa tướng nói ra một tiếng, thay quốc chủ trách cứ, ngài là đi xứ ngạc đồ mạn quá lâu, đã mất đi ánh mắt trí giả rồi sao? Thiếp Mộc Nhi diệt lý trong lòng dùng mình, nhất thời A một tiếng, xin lỗi, ta lâu không ở quốc nội, đã quên mất thế cục Trung Quốc. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều thấp giọng thở dài. Ngân Xuyên đã sớm trở về không được. Ai biết rõ triều chính Trung Quốc đều biết, nàng không nên trở về, cũng không thể trở về, nếu năm đó công chúa tùy tiện về nước, sẽ làm triều đình Trung Quốc bùng nổ náo động, cũng sẽ mang đến thảm họa chiến tranh khó có thể đoán trước cho hãn quốc. Nàng không thể về nước, mà đại thần Trung Quốc cũng sẽ không cho nàng về nước. Hãn quốc mới là cố hương của nàng nhưng mà thân tình chém không đứt, nếu nàng không thể phản hồi cố hương để tìm tung tích của cha nàng, vị hoàng hậu mỹ lệ nhân từ này sắp khô héo, Hán Quốc cũng sẽ đánh mất bảo tàng chân quý này. Trong lúc lưỡng nan, A à, Bất Kỳ Hãn bước đến thấp giọng nói, ta đã thương lượng với thầy tí Khalifa, mọi người quyết ý để hoàng hậu về quê hương giải yêu, vô luận có thể tìm được phụ thân nàng hay không, đây là biện pháp chữa bệnh duy nhất. Hắn vỗ đầu vai diệt lý thủ hạ duy nhất chúng ta có thể tín nhiệm, cũng chỉ có diệt lý tướng quân võ công cao cường, dũng không sợ chết. Các hạ, người cần phải tiếp nhận gánh nặng này. Thiếp mục nhi diệt lý gật đầu mạnh mẽ, chuyến này có thể cùng hoàng hậu sớm chiều ở chung, không vượt qua được trái tim, cũng có thể nhìn thấy nhan sắc xinh đẹp mỗi ngày. Đây là hành trình vui sướng nhất thiên hạ, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Hắn nhíu mày trầm tư, bỗng nhiên nghĩ tới một nơi, lông tơ toàn thân dựng đứng. Tránh không khỏi, không có cách nào để tránh nơi đó trên đường trở về nhà, đoàn xe đi vào từ ngọc môn quan phải đi qua nơi đáng sợ đó. Ma cảnh, nơi vùng đất hỗn loạn. Nơi đó có ma vương đáng sợ trong truyền thuyết, hắn cũng là một kẻ què, có đội quân dũng mãnh vây quanh, làm đại sát kim thứ tám có thể mang theo vương hậu thoát thân. Chứng đi thăm này sẽ khơi dậy nỗi kiêng kỵ của Trung Quốc, cũng sẽ khơi dậy lòng tham lam liều lĩnh. Hai mặt thụ địch, hai mặt khai chiến, không chỉ có đại trưởng quầy Bắc Kinh, còn sẽ có kẻ què ma vực, những hãi kiêu hùng làm người sợ hãi đó sẽ liên thủ kẹp sát, đến lúc đó sẽ phát sinh thảm họa gì, thật sự khó có thể dự tính. A à, bất kỳ hãn biết hắn sợ hãi, thấp giọng liền nói, ngươi đừng lo lắng, 50 vạn đại quân Hãn Quốc làm hậu thuẫn cho ngươi, nếu có chuyện gì xảy ra, binh mã của chúng ta sẽ băng qua hoang mạc bất cứ lúc nào, nhất định viện thủ cho ngươi. Hắn trao kim bài vào tay đại tướng, động viên nói, sát kim, cứ làm đi, ngươi chính là duy nhất hy vọng của chúng ta. Mắt thấy khả hãn mang theo con cái, đi bộ về phía hoa viên, chỉ lén nhìn người thân yêu của mình. Thiếp Mộc Nhi diệt lý cắn răng, biết hành trình khó khăn nhất trong cuộc đời mình sắp bắt đầu, mà hắn cũng không còn đường sống để trốn tránh. 6. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.